Video spoil, thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem. Còn đã xem thì nhớ like, share, ủng hộ nhé. Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với Hà Liên Tục Anime. Nazarick chắc hẳn là cái tên đã quá quen thuộc đối với fan Overlord. Nhắc đến cái tên Nazarick, chúng ta không thể không nhắc đến Guild Wars Ogre. Hai cái tên này đã gắn liền với nhau và đi vào lịch sử Yggdrasil với danh hiệu Dungeon bất khả chinh phục. Từ khi Guild Wars Ogre nắm giữ quyền sở hữu Nazarick, đại lăng tẩm này đã trải qua ba cuộc tấn công lớn nhỏ từ rất nhiều player và guild khác nhau, nhưng chưa một lần thất thủ. Và Momonga vẫn tiếp tục duy trì danh hiệu đó tại tân thế giới dưới cái tên Wars Ogre. Trong video hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của đại lăng tẩm Nazarick. Trước khi bị Guild Wars Ogre chinh phục, đại lăng tẩm Nazarick vốn là một dungeon trong game Yggdrasil, nơi để các player chinh phục nhằm thu thập nguyên liệu, item. Đặc biệt, Nazarick thuộc loại dungeon cho phép người chơi sử dụng làm trụ sở guild nếu chinh phục được nó. Nằm ở thế giới Helheim, một đầm lầy lạnh lẽo đầy mây mù, tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, Nazarick là một dungeon ở mức khá khó, được nhà phát hành khuyến nghị dành cho player level 80 trở lên. Nazarick ban đầu gồm 6 tầng, được canh giữ bởi các boss gọi là Fire Rulers và một lượng lớn undead. Nói qua về Fire Rulers thì đây là 5 quái vật mạnh mẽ, có sức mạnh và cách chiến đấu khác nhau, canh giữ 5 trong 6 tầng của Nazarick. Hiện mới chỉ có thông tin về 3 trên 5 boss như sau. Thứ nhất là Pure White Bat, boss canh giữ Underground Lake, tầng hồ ngầm. Thứ hai là Lightning Dragon, boss canh giữ Volcanic Floor, tầng núi lửa. Thứ ba là Asura, boss canh giữ Tombstone Floor, tầng bia mộ. Trong đó, thông tin về Asura được đề cập nhiều hơn vì đây là boss đánh với party của Momonga. Hình dáng của nó là sự kết hợp giữa chiến thần Asura và thần hộ pháp Neo, cao 5m, có 6 tay và trang bị một bộ giáp tinh xảo. Trên mỗi tay là một loại vũ khí bao gồm kiếm, rìu, giáo, chùy, còn hai tay sử dụng cung tên. Asura là dạng boss có kỹ thuật đặc biệt, sở hữu nhiều kỹ năng và ma pháp độc nhất mà player không thể sở hữu. Không chỉ thế, Asura còn có thể tự tin nhờ sức mạnh to lớn, lượng HP khổng lồ của mình cùng khả năng tăng cường phòng ngự, chống chịu và vũ khí trang bị đều mang sức mạnh nguyên tố mạnh mẽ. Một số đòn tấn công của Asura có thể kể đến: Solar Flare, sử dụng thanh hỏa kiếm, kẻ bị nhắm tới sẽ bị thiêu đốt bởi một cột lửa xung quanh bản thân mà không thể né tránh. Neptune Lightstorm, đòn đánh tạo ra từ cây rìu băng giá, một quả cầu xanh trắng xuất hiện trên đầu Asura, bắn ra những tia sáng trắng khắp chiến trường. Kẻ địch dính phải tia sáng đó chịu sát thương nguyên tố băng và hiệu ứng làm chậm. Venus Monsoon, sử dụng cây chùy khổng lồ triệu hồi những đám mây dày đặc giải phóng mưa axit lên đầu kẻ địch. Jupiter Tempest, sử dụng cây thương điện tạo ra những dòng sét chói lóa màu trắng chạy dọc khắp mặt đất. Great Orb of Mercury, sau khi tự dùng phép tăng cường chống chịu lên bản thân, Asura chỉ còn nhận 1/10 DPS damage per second, thiệt hại mỗi giây, từ Warrior Takemi Kazuchi so với trước đó. Lunar Sword tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ xé toạc không khí, cả trên không lẫn dưới đất đều chịu ảnh hưởng. Satan Meteor, bắn một mũi tên lên bầu trời, tạo ra một lỗ đen lớn, từ cái lỗ đó xuất hiện một trận mưa thiên thạch rơi xuống chiến trường. Summon Primal Elementals, sau khi nhận đủ sát thương, Asura sẽ ném 5 vũ khí lên trời, gọi ra 4 Primal Elementals, nguyên tố khởi nguyên level 87 mang nguyên tố lửa, nước, đất, không khí, và một Primal Star Elemental, tinh tú khởi nguyên level 90. Khi nào các Elemental còn trên sân thì nó sẽ không thể sử dụng vũ khí nguyên tố của mình. Để chinh phục được dungeon này, cần phải tiêu diệt tất cả các boss là điều tất nhiên. Tuy nhiên không phải là cả guild đánh hội đồng từng boss một, mà cần chia ra 5 party chiến đấu đồng thời với 5 ruler. Tabula Smaragdina đánh giá kê thuộc loại dungeon khó nhất, thường được gọi với cái tên dungeon tự sát. Mỗi khi đánh bại một ruler, party đó sẽ tiếp tục chiến đấu với những đợt quái liên tục sinh ra tại tầng 6, cho đến khi cả 5 ruler bị đánh bại. Đây chính là một bất ngờ được tạo ra bởi nhà phát hành, khiến player khó có thể chinh phục Nazarick ngay trong lần đầu. Tình hình của các ruler sau khi bị Wars Ogre đánh bại hiện chưa có thông tin. Tiếp theo tôi sẽ kể anh em nghe về quá trình Guild Wars Ogre chinh phục Nazarick. Nazarick được phát hiện lần đầu bởi Nishi Kienrai, một thành viên của Wars Ogre. Lúc này Guild mới được thành lập từ clan Wars Ogre, chỉ có 27 thành viên và họ quyết định lấy việc chinh phục Nazarick là sự kiện đầu tiên của Guild. Như giới thiệu trước đó về Nazarick, các thành viên Guild phải chia làm 5 party. Việc phân chia party khá khó khăn do họ thiếu thông tin về dungeon này và chưa chuẩn bị trước cho việc chia team. Số lượng thành viên cũng không đủ để tạo ra 5 party 6 người theo tiêu chuẩn thông thường và phải sử dụng thêm NPC. Họ xây dựng những người mạnh nhất vào 2 party, một party của Momonga và một party của Touch Me, với mục đích những người mạnh nhất sẽ qua được boss khu vực và tập trung đánh boss cuối cùng. Thế nhưng, các boss khu vực mạnh hơn họ tưởng và chúng sẽ được buff sức mạnh tăng dần theo thứ tự gặp mặt. Party Momonga là party cuối cùng bước vào khu vực đánh boss khu vực, nên con boss mà họ gặp được buff mạnh nhất luôn. Và những party chiến thắng lại phải tiếp tục chiến đấu không nghỉ với những đợt undead sinh ra liên tục tại tầng 6, chứ không phải tập trung để đánh một con boss tổng như thông thường.
Party của Momonga bao gồm Obert Allen Ordo, Warrior Takemi Kazuchi, Bukubuku Shamaga, vãi cả tên ạ, Yamaiko, Nishiki Enrai. Những thành viên đều là những người mạnh mẽ hàng đầu trong vai trò của họ. Đối thủ của họ là Asura, dưới sự chỉ đạo tài tình của Momonga kết hợp với sức mạnh tình bạn và câu thần chú bắp sức mạnh bọn Death chết tiệt, Party đã giành chiến thắng dù khá là nhọc nhằn. May mắn là 4 Party còn lại đã giành chiến thắng từ trước đó và chiến đấu đợi Momonga tại tầng 6. Phần thưởng cho việc chinh phục thành công Nazarick là Guild được quyền sở hữu dungeon này. Bọn Death chết tiệt đã thưởng thêm cho họ một vật phẩm thế giới mang tên Throne of Kings, ngai vàng của các vị vua, và 500 level cho Custom NPC vì họ đã chinh phục thành công ngay trong lần đầu tiên. Các Custom NPC được phép tạo ra tại Nazarick vốn chỉ có tổng level tối đa là 2250, thêm 500 sẽ là 2750. Đây là con số rất cao vì con số lớn nhất là 3000 và chỉ có 9 dungeon như vậy trên thế giới. Để kỷ niệm cho sự kiện này, Momonga đã ngồi lên chiếc ngai vàng đó, các thành viên trong guild thì đứng xung quanh để chụp hình check-in sống ảo. Sau khi chinh phục thành công Nazarick, Guild Ensogo quyết định chọn nơi này là trụ sở guild của họ. Các thành viên đã cùng nhau bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để xây dựng Nazarick. Tuy nhiên, ở thế giới này các player dị hình bị xem như quái vật, không khác gì những con boss. Vì vậy đối đầu với hầu hết mọi player khác, chỗ trú ngụ của một nhóm player dị hình cũng không khác gì một ổ quái vật. Một dungeon thú vị để chinh phục mà dungeon này còn chưa đến 11 vật phẩm thế giới, biến nó thành một trong những kho báu lớn nhất Yggdrasil. Điều này đã khiến cho Nazarick phải chịu rất nhiều đợt tấn công lớn nhỏ từ các player và guild khác. Tuy nhiên, cho đến tận ngày game đóng cửa, Nazarick vẫn chưa một lần thất thủ. Trong những chiến thắng huy hoàng đó, sự kiện Liên minh 8 guild tấn công Nazarick là một sự kiện tiêu biểu, mang tính lịch sử và tôi sẽ kể cho anh em ngay bây giờ đây. Một Liên minh 8 guild gồm các player, lính đánh thuê với số lượng tổng cộng khoảng 1500 tập trung tấn công Nazarick. 8 guild này đều không phải là top guild nhưng vẫn rất mạnh. 1/3 trong số những kẻ tấn công có level 100, level tối đa trong Yggdrasil. Một số player thậm chí còn ở đẳng cấp World Champion, là danh hiệu dành cho player mạnh nhất ở mỗi 9 thế giới trong game. Đây là liên minh guild với số lượng tham gia lớn nhất từng được tập hợp trong Yggdrasil. Vì vậy, đây không chỉ là cuộc tấn công lớn nhất vào Nazarick mà còn là cuộc tấn công lớn nhất lịch sử Yggdrasil. Lực lượng này đã cho thấy sức mạnh phòng thủ của Nazarick và sự thù ghét của các player khác đối với Guild Ensogo nói riêng và tổng dị hình nói chung là rất lớn. Càng lực lượng ủng hậu thì khi thất bại càng ê chề, họ vẫn gục ngã trước đại lang Nazarick. Guild Ensogo cùng với đại lang tẩm Nazarick đã trở thành cái tên huyền thoại và đi vào lịch sử Yggdrasil từ đó. Nhiều người cho rằng Guild Ensogo đã gian lận, nhưng điều này đã bị bác bỏ từ phía admin. Trận chiến đã đập tan ý nghĩ xâm lược Nazarick của rất nhiều player khác. Trong sự kiện này, ít nhất 3 thủ vệ tầng là Shortir, Aura và Mare phải bỏ mạng và là lần duy nhất những kẻ xâm nhập vượt qua tầng 6. Khoảng 1.000 đến 1.200 player đã tới được tầng 8, tuy nhiên tất cả đã bị tiêu diệt tại đây bởi những con bài tẩy của Nazarick. Giờ tôi sẽ giới thiệu qua về sức mạnh của Nazarick. Guild Ensogo khi chinh phục thành công Nazarick có 27 thành viên, sau tăng lên 41 và dừng lại ở đó vì nhiều lý do. Tuy số lượng không nhiều nhưng các thành viên đều có sức mạnh đáng gờm, nhiều thành viên không chỉ mạnh mà còn rất thông minh. Họ đã chung tay góp sức tạo nên một Nazarick hùng mạnh. Nazarick ban đầu có 6 tầng, sau được tu bổ lên 10 tầng. Bình thường để di chuyển giữa các tầng có hai cách. Cách thứ nhất là dùng nhẫn riêng của Guild, Ring of Ensogo để dịch chuyển tức thời tự do đến hầu hết mọi nơi trong Nazarick. Cách thứ hai là di chuyển qua từng tầng bằng các cổng dịch chuyển ở các địa điểm cụ thể. Các thủ hộ tầng có thể cảm nhận được cổng dịch chuyển của tầng mình bị kích hoạt, còn Bộ trưởng Bộ Giao thông Aureole Omega thì có thể quan sát và quản lý tất cả các cổng dịch chuyển trong Nazarick. Ngoài ra, Nazarick ngăn cản các phép dịch chuyển một cách hiệu quả. Ensogo là guild sở hữu lượng vật phẩm thế giới lớn nhất thế giới trong game với 11 vật phẩm thế giới, guild thứ hai chỉ sở hữu 3 vật phẩm thế giới. Vì độ quan trọng của những vật phẩm thế giới này nên chúng thường được cất trong kho bạc và ít được sử dụng trong phòng thủ, ngoại trừ Throne of Kings. Quái vật trong Nazarick có 4 loại. Loại thứ nhất là Spawn NPC, SPC tự hồi sinh hay còn được gọi là POP. Đây là loại quái vật cơ bản được sinh ra tự nhiên tại dungeon với level tối đa là 30. Chúng sẽ được tự động sinh ra sau một khoảng thời gian nhất định và không tiêu tốn vàng để triệu hồi. Tuy nhiên sẽ cần phí bảo trì tùy thuộc vào chủng loại. Với chủng Undead, cũng là chủng chủ yếu của Nazarick, thì phí bảo trì là miễn phí. Đối với sinh vật dạng sống, phí bảo trì tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể. Khác với Custom NPC, những quái vật dạng này không thể thay đổi cài đặt, lập trình của chúng. Loại thứ hai là Mercenary NPC, NPC đánh thuê. Các NPC này được thuê bằng vàng của Yggdrasil. Các cá nhân hay guild đều có thể đứng ra thuê chúng. Chúng thường được thuê ở các thị trấn để tham gia thám hiểm dungeon hoặc thuê tại trụ sở guild để tham gia phòng thủ. Mercenary NPC thường mạnh hơn POP khá nhiều, nhưng so với player thì trí thông minh và trang bị của chúng vẫn khá là hạn chế. Loại thứ ba là Custom NPC, NPC tự thiết lập. Loại này do các guild tự thiết lập sử dụng tài nguyên trang bị của mình và dựa trên luật của game. Tài nguyên trang bị càng cao cấp thì NPC tạo ra càng mạnh.
Các thành viên Guild sẽ được dịp trổ tài thiết kế và lập trình từng chi tiết của NPC. Một yếu tố nữa quyết định sức mạnh của Custom NPC là level. Chúng cũng có level tối đa là 100 như Player. Tổng level của Custom NPC được phép sử dụng dựa vào trụ sở Guild và việc phân chia cho các NPC sẽ do Guild quyết định. Trụ sở Guild ở thành phố thường cho phép sử dụng 700 level. Trụ sở Guild từ các dungeon sẽ cho nhiều level hơn, tối đa là 3.000 và chỉ có 9 cái như vậy trên 9 thế giới. Nazarick nằm ở mức trung bình là 2.250 level. Một số trụ sở Guild có thể tăng giới hạn level nhờ trả phí, dùng vật phẩm thế giới, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, vân vân. Custom NPC là loại quái vật mạnh nhất Nazarick, giới hạn sức mạnh không tưởng và cũng rất đa dụng, tùy theo khả năng và mục đích của người tạo ra chúng. Đây là lực lượng nòng cốt chống lại các cuộc xâm lăng từ bên ngoài của đại lăng tẩm Nazarick. Các custom NPC không nhất thiết là để chiến đấu mà cũng có thể tạo ra để giải trí. Thể nào mà em vợ quốc dân Albedo cũng có thêm dòng bitch trong cài đặt. Loại thứ tư là các quái vật được thu nạp hoặc triệu hồi, có đơn giản là pet. Loại này rất đa dạng, nguồn gốc tùy thuộc vào người sở hữu chúng và được sử dụng tùy theo trường hợp cần thiết. Đây cũng là một lực lượng khá mạnh và có thể sử dụng một cách linh hoạt. Trong bản web novel, các undead sinh ra tại Nazarick có thể phục hồi bằng negative damage, sát thương tiêu cực và nhận thiệt hại từ positive energy, năng lượng tích cực. Chúng không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công gây chết tức thì hay đòn tấn công tâm trí. Ngoài chủng undead, Nazarick còn có các quái vật mạnh mẽ như các element, demon, devil. Càng vào sâu trong lăng mộ, quái vật sẽ càng mạnh. Hệ thống bẫy trong Nazarick rất đa dạng và được phân bố khắp toàn lăng mộ. Các bẫy dịch chuyển được đặt ở nhiều nơi nhằm phân tán lực lượng đối phương, bẫy gây mù, bẫy độc nhằm cản chân những kẻ xâm nhập. Một số tầng cũng có hiệu ứng đặc biệt làm suy yếu kẻ thù, ví dụ như hiệu ứng băng giá tại tầng 5 sẽ làm chậm và gây đam hệ băng. Để duy trì lượng lớn quái vật, bẫy và các hiệu ứng, Guild thường xuyên phải tiêu tốn một lượng tài nguyên nhiều không thể tưởng tượng được. Vì vậy khi sang tân thế giới, Momonga đã cho tắt bớt các hiệu ứng, giảm bớt quái vật và các bẫy để tiết kiệm tài nguyên. Việc sửa chữa Nazarick sau các đợt tấn công cũng cần phải trả phí. Tuy nhiên, hàng ngày Guild có thể sửa chữa một phần thiệt hại miễn phí. Các tầng đầu tiên thường xuyên phải chịu thiệt hại hơn nên được thiết kế rẻ hơn để tiết kiệm cho việc sửa chữa bảo dưỡng. Còn tầng 9-10 thì được trang bị bằng những vật phẩm đắt giá, xa hoa lộng lẫy như một cung điện hoàng gia. Vì anh em cũng biết, đã có ai leo lên nổi tầng này đâu. Về các hệ thống trong Nazarick có nhiều hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý, phòng thủ và bảo trì, bao gồm Administration System, hệ thống quản trị là hệ thống dùng để quản lý mọi thứ thuộc Nazarick trước sự kiện dịch chuyển. Để có được quyền truy cập vào hệ thống này, yêu cầu Ains phải nói các từ khóa, đó là Master Source Open. Nó ghi lại chi phí bảo trì hàng ngày, số lượng và loại đầy tớ hoặc NPC có mặt và tất cả các loại bẫy ma thuật. Người sử dụng có thể kiểm soát quy mô lớn đối với tất cả mọi thứ đó từ đây. Nếu nó vẫn có thể hoạt động như trong Yggdrasil, người dùng có thể truy cập hệ thống này từ bất cứ đâu. Tuy nhiên, sau một số thử nghiệm, Ains phát hiện ra rằng trong tân thế giới, hệ thống chỉ có thể được vận hành từ trung tâm của dungeon, tức phòng nghe vàng. Ngoài ra, hệ thống cũng có khả năng xác minh lòng trung thành hiện tại của NPC. Defense System, hệ thống phòng ngự, hệ thống được quản lý bởi Albedo, sử dụng để phòng thủ Nazarick khỏi sự tấn công của những kẻ xâm nhập bên trong lăng mộ. Khi được cho phép, Albedo có thể kích hoạt cả những bẫy trả phí. Mercenary System, hệ thống lính đánh thuê, hay còn biết đến là hệ thống sản sinh tự động. Hệ thống này sẽ tự động tạo ra quái vật ở level tối đa là 30, giống với các quái vật tự sản sinh bình thường khác trong Yggdrasil. Tuy nhiên, vẫn có thể triệu hồi quái vật trên level 30 nếu chịu tiêu tốn vàng. Ví dụ như Hanzo level 80, Greater Doppelganger. Các quái vật này có khả năng tư duy kém và chỉ biết tuân thủ đúng theo mệnh lệnh của chủ nhân. Ariadne System là một hệ thống của Yggdrasil giám sát quản lý những căn cứ được xây dựng bởi Player. Tuy nhiên, không rõ hệ thống này có hoạt động ở tân thế giới hay không. Ví dụ, để tạo ra một căn cứ bất khả xâm phạm, ta có thể niêm phong bịt kín lối vào căn cứ bằng một cách nào đó. Không vào được thì không tấn công được. Hệ thống này tồn tại để ngăn chặn điều đó, luôn phải tồn tại đường đi tới trung tâm. Ngoài ra, hệ thống còn quản lý quãng đường di chuyển, số lượng cửa, các quy tắc thiết lập trong căn cứ. Nếu có guild nào vi phạm thì sẽ bị cắm cờ, phạt và trừ tiền của guild. Guild SOGO đã phải trả rất nhiều phí để mở rộng tầng 5 và tầng 6. Tên hệ thống được lấy theo tên một công chúa trong thần thoại Hy Lạp, người đã giúp anh hùng Theseus đánh bại Minotaur và thoát khỏi mê cung. Patrol System, hệ thống tuần tra, hệ thống do Albedo thiết kế ra. Cô cố tình tạo ra những sơ hở, điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Nazarick khiến cho kẻ địch chủ quan mà tiến vào đó. Nhưng thực ra, đó lại là những cái bẫy nguy hiểm chết người. Circular Notice System, hệ thống thư tín, là hệ thống thông tin liên lạc giữa các thủ vệ tầng, giúp các thủ vệ tầng truyền tin cho nhau một cách nhanh chóng mà họ không cần trực tiếp gặp mặt. Hệ thống này do Ains nghĩ ra khi đến tân thế giới. Chúng ta có thể thấy sự hoạt động hệ thống này trong Light Novel tập 8 hoặc anime mùa 3 tập 1. Khi đó, Pusinella, một quái vật có hình dáng bác sĩ dịch hạch, truyền tin từ Demiurge cho Mare.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về Nazarick tại Tân Thế Giới. Sau sự kiện dịch chuyển sang Tân Thế Giới, Nazarick được đưa tới một vùng đồng cỏ gần Đại Lâm Thóp, nằm giữa ba quốc gia là Vương quốc Riestheis, Đế quốc Baharut, Pháp quốc Slain. Các NPC trở nên có sức sống như sinh vật tại thế giới thực và có khả năng tư duy, biến Nazarick thành một vương quốc thu nhỏ, từ đó phát sinh thêm nhiều vấn đề. Về cấu trúc địa vị xã hội, đứng đầu là các thành viên guild, và dĩ nhiên chỉ còn có mình Ains nên anh nắm toàn quyền Nazarick. Tiếp đến là các custom NPC do chính tay các đấng tối cao tạo ra, dù họ mạnh hay yếu thì vẫn có địa vị lớn hơn các NPC còn lại, kiểu như COCC, đặc biệt các NPC do Ains tạo ra. Dù có là NPC cấp thấp được triệu hồi tạm thời, cũng được tất cả các NPC khác kính nể. Thậm chí các thủ vệ tầng đã từng hành lễ với một deadline do Ains tạo ra chỉ để truyền tin. Giữa các custom NPC và giữa các NPC còn lại thì quyền lực sẽ phân cấp theo chức vụ phụ trách. Các NPC tại Nazarick có xu hướng bài ngoại mạnh mẽ đối với các sinh vật bên ngoài. Sau này, Ains thu nạp thêm nhiều sinh vật tại Tân Thế Giới tới Nazarick để tăng cường lực lượng như Hamsuke, Lizardman, Trant, Dryad. Các sinh vật này vẫn được chấp nhận bởi các NPC vì đó là ý muốn của Ains. Những sinh vật ngoại lai thường đứng cuối trong hệ thống quyền lực trừ khi có quan hệ đặc biệt với Ains hoặc Custom NPC cao cấp. Các NPC hoàn toàn trung thành với các đấng tối cao, riêng các Custom NPC sẽ trung thành với đấng tối cao tạo ra mình hơn so với các đấng khác. Với các NPC thì mệnh lệnh của đấng tối cao là tuyệt đối và họ sẵn sàng làm theo dù có phải chết. Còn đối với các thành viên từ Tân Thế Giới thì hầu hết đều trung thành do sức mạnh của Nazarick và lợi ích Ains mang lại cho họ. Các NPC có xu hướng làm việc phục vụ đến chết như trong game, khiến Ains có cảm giác mình đang bóc lột sức lao động của họ. Vì vậy anh muốn các NPC phân chia thời gian làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí. Đấy, boss siêu có tâm luôn, thế nhưng nhân viên của anh còn có tâm hơn thế. Các NPC phản đối mạnh mẽ việc nghỉ ngơi này, tuy nhiên họ vẫn miễn cưỡng thực hiện dù không muốn, vì đó là mệnh lệnh của chủ nhân. Khả năng tư duy độc lập của các NPC còn hạn chế do họ quen nghe theo mệnh lệnh. Vì vậy, Ains muốn xây dựng nhân cách riêng và tính độc lập cho các NPC, dù cho là điều này có nguy cơ nhỏ dẫn đến việc phản bội từ họ. Sức mạnh của Nazarick tại Tân Thế Giới gần như không giảm mà còn tăng lên. Mặc dù các NPC không thể lên level để gia tăng thêm sức mạnh nữa, nhưng họ lại mạnh hơn nhờ khả năng tư duy và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Ngoài ra, các NPC có thể hồi sinh mà không bị ảnh hưởng tới sức mạnh vốn có, lập trình mặc định và ký ức trước đó. Trong Yggdrasil, NPC của Guild không được phép ra khỏi trụ sở Guild, nhưng hiện tại các NPC có thể di chuyển thoải mái ra bên ngoài tùy theo nhiệm vụ của mình. Sự kiện các Walker xâm nhập Nazarick, ngoài yếu tố chính trị thì còn được coi như một buổi diễn tập phòng thủ do Ains sắp xếp và Albedo chỉ huy. Hầu như mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru như trong game và cũng cho thấy sức mạnh của Nazarick quá là khác biệt so với sức mạnh con người tại Tân Thế Giới. Hiện tại ở Tân Thế Giới vẫn chưa xuất hiện thế lực nào có thể thách thức khả năng phòng thủ của Nazarick. Hẳn chúng ta đều mong chờ ngày cái tên Nazarick vang danh toàn thế giới một lần nữa. Hãy cùng nhau theo dõi kế hoạch hành động của Ezogo và các thuộc hạ trong tập 15 sắp tới của Light Novel. Trong phần tới về Nazarick, tôi sẽ đưa anh em đi một vòng tham quan Nazarick và tìm hiểu thêm về các cư dân tại đây. Anh em nhớ đón xem trên hai nền tảng anime nhé. Giờ thì bye bye.